hơn 80% người lớn trên toàn thế giới sẽ mắc phải sâu răng vào một cái thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ. Hơn 2 tỷ người trên toàn cầu đang bị sâu răng vĩnh viễn. Và 514 triệu trẻ em đang đối mặt với nguy cơ sâu răng sữa theo báo cáo của tình trạng sức khỏe răng miệng toàn cầu của WHO. Thì tại Việt Nam hiện đang có khoảng 46% trẻ em từ 2 đến 19 tuổi bị sâu răng và chưa được điều trị. Khoảng 25% người lớn từ 20 đến 64 tuổi sống chung với vấn đề này. Và những cái con số này thì sẽ cho thấy rằng là sâu răng không chỉ là một cái bệnh lý phổ biến mà còn đang là một cái vấn đề sức khỏe toàn cầu nghiêm trọng. Tuy nhiên, cái tin vui là chúng ta hoàn toàn có thể giảm được những nguy cơ mắc bệnh sâu răng và bảo vệ răng miệng, thậm chí là phục hồi lại những tổn thương men răng ở giai đoạn đầu. Và cùng khám phá xem đó là gì. Sâu răng thì bắt đầu từ một cái quá trình sinh lý phức tạp, trong đó thì men răng là cái lớp bảo vệ bên ngoài cùng của cái thân răng thì dần dần sẽ bị mất khoáng đi do cái tác động của axit được sinh ra từ cái hoạt động của vi khuẩn trong miệng. Cái quá trình này được gọi là mất khoáng men răng, và nếu mà không được ngừng lại kịp thời thì nó có thể dẫn tới những cái sự phá hủy dần dần của cấu trúc men răng. Trong đó thì một trong những cái tác nhân chính gây ra tình trạng sâu răng đó chính là cái vi khuẩn Streptococcus mutans, một cái loại vi khuẩn có khả năng tiêu hóa được đường từ cái thức ăn để sản sinh ra axit. Và chính cái axit này thì sẽ làm giảm cái độ bền của men răng và gây ra tình trạng tổn thương cho cái lớp bảo vệ của cái răng. Và cái quá trình này thì sẽ tạo ra những cái lỗ sâu mà chúng ta thường thấy ở trên cái bề mặt của thân răng. Tuy nhiên thì cần lưu ý rằng là cái lỗ sâu răng thì không phải là một cái bệnh nhiễm trùng trực tiếp mà là một cái kết quả của cái sự phá hủy men răng do sự tấn công của vi khuẩn và axit. Và chính vì vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có thể phục hồi được những cái tổn thương này tại nhà mà không cần đến sự can thiệp của bác sĩ nha khoa hay không? Thì câu trả lời là có khả thi, nhưng mà yêu cầu một cái quá trình kiên trì và thực hiện đúng cách. Ở dưới đây là hai cái bước quan trọng mà cô chú anh chị các bạn có thể áp dụng ngay tại nhà để giảm thiểu cái sự phát triển của sâu răng và hỗ trợ lại cái quá trình tái khoáng hóa của men răng. Thứ nhất là giảm lượng đường trong chế độ ăn. Việc giảm lượng đường trong cái chế độ ăn hàng ngày đấy là một yếu tố then chốt để ngừng sự phát triển của răng sâu. Vi khuẩn gây sâu răng, đặc biệt là Streptococcus mutans, thì sẽ cần một cái nguồn đường để sản sinh ra môi trường axit, và cái axit này chính là cái nguyên nhân để làm mềm và phá hủy cái men răng. Và khi ăn những thực phẩm chứa nhiều đường, cái môi trường trong khoang miệng trở nên là lý tưởng cho sự phát triển của những vi khuẩn này, và cái điều này dẫn tới cái quá trình là mất khoáng của men răng và tạo ra cái vị trí lỗ sâu và lỗ khuyết hỏng gây đọng thức ăn. Và cái việc kiểm soát cái lượng đường trong khẩu phần ăn thì sẽ làm giảm cái nguồn cung cấp cho vi khuẩn, và từ đó làm giảm sản sinh ra môi trường axit và ngừng cái quá trình phá hủy của men răng. Và đặc biệt là những cái thực phẩm giàu với đường đơn như là bánh kẹo, nước ngọt hay đồ ăn vặt thì cần được hạn chế một cách tối đa để đảm bảo được cái sức khỏe của răng miệng. Thứ hai đấy là tăng cường tái khoáng hóa men răng. Thì tái khoáng hóa men răng nghĩa là gì? Thì đó là cái quá trình cung cấp lại khoáng chất cho men răng, giúp phục hồi lại và củng cố được những cái cấu trúc của men răng đã bị tổn thương. Điều này thì có thể đạt được thông qua hai cái phương pháp đơn giản nhưng mà hiệu quả. Một đấy là xylitol. Xylitol là một loại đường thay thế có cái tác dụng rất tích cực trong cái việc duy trì sức khỏe răng miệng. Cô chú anh chị các bạn có thể tìm thấy một số cái thực phẩm có chứa cái chất này, ví dụ như là kẹo không đường, kem đánh răng ở các loại nước giải khát dành cho người tiểu đường, hoặc là những người mà đang muốn kiểm soát lượng đường trong máu. Thì xylitol không chỉ giúp cho cái việc kích thích sản xuất ra nước bọt đó, mà giúp làm sạch khoang miệng, mà còn giúp trung hòa axit trong miệng. Cái nước bọt là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái quá trình tái khoáng hóa, bởi vì nước bọt có chứa những cái khoáng chất cần thiết như là canxi này hay là phosphat, giúp phục hồi lại cái tổn thương men răng. Và ngoài ra thì xylitol cũng có cái khả năng làm giảm cái sự phát triển của vi khuẩn Streptococcus mutans, từ đó thì giúp giảm cái sự hình thành axit và bảo vệ được cái men răng khỏi bị phá hủy thêm. Thứ hai đấy là sử dụng những nước súc miệng có chứa fluoride. Fluoride là một cái khoáng chất được chứng minh có hiệu quả trong cái việc củng cố và tái khoáng hóa men răng. Thì fluoride thì sẽ giúp làm cứng cái men răng, giảm cái khả năng bị tấn công bởi axit và giúp thúc đẩy cái quá trình tái khoáng hóa sau khi men răng bị mất khoáng chất. Việc sử dụng những nước súc miệng chứa fluoride thì thường xuyên thì sẽ giúp bảo vệ được răng khỏi các tác nhân gây hại, đồng thời thì sẽ hỗ trợ trong cái việc phục hồi lại cái men răng trên những cái răng đã bị hư hại một phần, bảo vệ một cách bền vững. Fluoride thì sẽ giúp tạo ra một cái lớp bảo vệ mỏng ở trên bề mặt men răng, làm giảm cái nguy cơ bị sâu răng trong tương lai. Quá trình phục hồi lại sâu răng tại nhà thì là khả thi và sẽ có hiệu quả nếu chúng ta thực hiện một cái biện pháp đúng. Cái điều quan trọng đấy chính là kiên trì áp dụng hai cách chính là giảm lượng đường trong chế độ ăn và tăng cường tái khoáng hóa men răng bằng xylitol và fluoride. Tuy nhiên thì cái phương pháp này thì chỉ có hiệu quả khi cái tổn thương men răng ở cái mức độ nhẹ và cần
một thời gian mới có thể thấy được cái hiệu quả. Trong trường hợp mà sâu răng đã tiến triển ở cái trạng thái nặng, tùy vào cái mức độ thì bác sĩ sẽ có những cái chỉ định phù hợp hơn. Ví dụ ở trong cái trường hợp mà sâu răng gọi là sâu ngà đi, thì sẽ gây ra triệu chứng như bị e buốt này, thì cái việc phục hồi lại men răng tại nhà thì sẽ không còn hiệu quả nữa, và bác sĩ sẽ chỉ định trong cái trường hợp này là sử dụng cái phương pháp đấy là hàn chám để lấp đầy lại cái lỗ sâu, khôi phục lại cái hình dáng và chức năng ăn nhai của răng. Trong một số trường hợp nghiêm trọng hơn, nếu mà lỗ sâu đã quá lớn này, có thể dẫn sử dụng những cái phương pháp khác, ví dụ như là bọc răng sứ để bảo vệ răng và tránh tổn thương thêm. Hay là những trường hợp mà sâu răng ảnh hưởng tới tủy rồi, gây viêm tủy, có những triệu chứng bị đau nhức hoặc là mới ở mức nguy cơ viêm tủy thôi chẳng hạn, thì các phương pháp phục hồi tại nhà thì sẽ không thể nào đáp ứng lại được. Và trong trường hợp này thì bác sĩ sẽ phải chỉ định những cái biện pháp nặng hơn, đấy là có thể điều trị tủy này, hoặc là lấy tủy một phần để loại bỏ những cái mô tủy bị viêm và bảo vệ cái phần còn lại của thân răng. Trong một số trường hợp khác, nếu mà tủy răng bị tổn thương nghiêm trọng, và cái thân răng bị tổn thương nghiêm trọng rồi, thì cái việc nhổ răng và trồng lại răng giả mới thì có thể đây là sẽ là cái phương án cuối cùng. Và cuối cùng thì bác sĩ xin nhấn mạnh rằng cái việc khám nha sĩ định kỳ đấy là rất quan trọng để bảo vệ được sức khỏe của răng miệng. Qua các buổi thăm khám thì bác sĩ sẽ có thể giúp cô chú anh chị các bạn phát hiện sớm những cái dấu hiệu của sâu răng hoặc là các vấn đề về răng miệng khác, và từ đó thì đưa ra những cái phương pháp điều trị một cách kịp thời, tránh cái tình trạng là cái bệnh về răng miệng tiến triển nặng hơn, gây ra tình trạng mất răng. Và đặc biệt trong trường hợp mà sâu răng bị quá nặng, không thể điều trị được bảo tồn bằng phương pháp mà hàn chám hay là tái quang hóa, thì khi đó thì nhổ răng thì sẽ là cái phương pháp cần thiết nhằm ngăn chặn cái sự lây lan của vi khuẩn và tránh gây ảnh hưởng tới những răng xung quanh. Và sau khi nhổ thì bác sĩ sẽ tư vấn phương án thay thế. Có thể chúng ta sẽ sử dụng những cái phương pháp trồng lại răng mới bằng cách là mình cấy ghép implant hoặc là làm những cầu răng sứ để đảm bảo được cái chức năng ăn nhai và duy trì được cái thẩm mỹ cho khuôn mặt. Và cuối cùng thì bác sĩ sẽ muốn nhắn nhủ tới cô chú anh chị các bạn rằng hãy luôn chăm sóc răng miệng một cách đúng cách và nên đi thăm khám nha khoa định kỳ để giữ cho hàm răng luôn khỏe mạnh và rạng rỡ. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp theo.